cái bước nó là như vậy. Vậy thì chúng ta biết khó thành dễ bằng cách nào? Chúng ta đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình 3 bước. Bước 1 à, bước 1 là chúng ta phải học à. Vì sao chúng ta phải học? Cái bước 1 là cái bước khởi đầu cho tất cả. Khi cái gì chúng ta không biết thì trước tiên là chúng ta phải học. Các bạn thấy là để chúng ta biết được lái xe thì chúng ta phải đi học lái xe. Mình hay nói rằng là chúng ta không có khả năng học thì chúng ta cũng không có khả năng làm. Một người mà họ muốn làm được kế toán thì trước tiên họ phải đọc kế toán, rồi sau đó họ mới đi làm kế toán được. Một người mà họ muốn trồng cái hoa lan đẹp được thì trước đó họ phải đi học cái cách trồng hoa lan, rồi sau đó họ mới trồng hoa lan được. Chúng ta phải có khả năng học. Con người chúng ta rất là may mắn, ai sinh ra cũng có khả năng học. Các bạn ơi, chúng ta đọc được chúng ta cũng học, chúng ta nói được chúng ta cũng học. Ngày nay các bạn làm được tất cả gì các bạn cũng phải bắt đầu từ học trước rồi. Sau khi học chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải chuyển sang cái bước thứ hai. Đó là cái bước gì ạ? Bước hai. Đó là bước chúng ta làm. Học xong thì phải làm. Học xong thì phải thực hành. Học xong mà không thực hành á, nó biến thành quan điểm. Học mà các bạn không thực hành á, nó sẽ biến thành gì? Quan điểm. Quan điểm. Và bạn mang cái quan điểm này bạn đi cãi lộn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mấy cái ông mà không làm là ổng đi cãi lộn dữ lắm. Ổng học đâu ổng làm á. Cái gì ổng cũng biết á, nhưng mà ổng không có làm được gì, ổng đi cãi lộn. Học xong rồi chúng ta phải làm. Và làm á thì sao ạ? Làm thì các bạn sẽ thấy nó ra có hiện tượng là cái lúc thì chúng ta làm đúng đi, ok đúng thì quá tốt, đúng thì làm tiếp. Nhưng mà cái lúc chúng ta ra làm chúng ta thấy nó sai, sai thì không thành vấn đề gì. Sai thì sửa sai làm tiếp. Nói chung đúng sai gì cũng làm. Và càng làm nhiều thì chúng ta càng rút kinh nghiệm. Và chúng ta rút kinh nghiệm nhiều thì chúng ta cứ làm nhiều, rồi rút kinh nghiệm, làm nhiều rồi rút kinh nghiệm. Một lúc nào đó thì chúng ta sẽ trở thành chuyển sang bước số 3. Bước số 3 thì chúng ta sẽ gì ạ? Nó sẽ làm cho người chúng ta phát triển. Phát triển nghĩa là chúng ta lớn lên. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta thấy nó dễ. Các bạn không ạ? Tổng là 3 bước này là chừng cuối cùng chúng ta thấy nó dễ. Vậy một bạn đi học cái chương trình của mình, bạn đó là cho tới giờ là bạn sở hữu một cái doanh nghiệp tư nhân Hoa Lan. Xuất phát điểm bạn là một người nhân viên IT hoàn toàn không biết kinh doanh, không biết khởi nghiệp là gì, và suốt ngày làm IT trong một công ty của bạn thì nó cũng chán. Thì hôm đó bạn tâm sự với một cái chị bây giờ em muốn ra kinh doanh mà em không biết sao, chị đó mới cho em giới thiệu em muốn ra kinh doanh thì chị giới thiệu cho em đi gặp cái ông thầy này. Nên là bạn tới bạn gặp mình và mình kêu ok muốn kinh doanh thì phải bắt đầu như thế nào, bây giờ bắt đầu em phải chọn cho mình một cái sản phẩm. Vậy thì bạn mới về, bạn nói mình nói là em về em thích gì thì em cứ ghi hết ra giấy, em phải có một tờ giấy trắng, em thấy bất kỳ một cái gì là em phải ghi ra, em ý tưởng gì ghi. Bạn ghi cho mình một list vài chục sản phẩm này. Chừng cuối cùng thì bạn mới tới, bạn gặp mình, bạn mới đưa cho mình, bạn kêu em ghi hơn 20 mấy lĩnh vực này. Vậy thì thầy giúp em chọn nào? Mình cũng không chọn luôn, mình chỉ đặt họ lại cho bạn tiếp. Là kêu vậy thì bây giờ kêu em bỏ hết đi 20